quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 4 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều nơi trên cả nước đón ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ với những trận mưa lớn. Tại Hà Nội, mưa lớn đầu giờ sáng đã khiến các bến xe ở trong tình trạng hỗn loạn do người dân đổ xô ra mua vé cùng lúc. Giá mỗi hộp sữa có thể sẽ giảm tới 70.000 đồng nếu mức giá trần của Bộ Tài chính được áp dụng trong thực tế. Nhân kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, câu chuyện về mối tình vượt định kiến của những người từng ở hai chiến tuyến. Những người sống sót trong vụ chìm phà Sewol lần đầu tiên xuất hiện trong một cuộc họp báo, họ vẫn chưa hết bàng hoàng sau thảm kịch. Tổng thống Nga Putin gây bất ngờ cho dư luận nước này khi tuyên bố Nga không cần trả đũa những hành động trừng phạt từ phương Tây. Sáng nay, nhiều nơi trên cả nước đón ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ bằng những trận mưa rào và dông với lượng khá lớn, trong đó có thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ có mưa nên nhiệt độ giảm, tiết trời mát mẻ, dễ chịu hơn nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và giao thông đi lại của người dân khi đường phố ngập sâu trong nước. Tại Hà Nội, cơn mưa kéo dài 30 phút từ khoảng hơn 7 giờ sáng nay đã khiến cho một số tuyến đường bị ngập trong thời gian ngắn rồi nước rút dần. Tuy nhiên, do mưa đầu giờ sáng nên người dân không thể ra bến về quê sớm để nghỉ lễ, dẫn đến tình trạng ùn ứ tại các bến xe sau khi trời tạnh mưa. Các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình hay bến xe nước ngầm đều bị quá tải trước lượng hành khách quá đông tập trung vào cùng một thời điểm. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 11 giờ trưa nay, cơn mưa lớn kéo dài trong một tiếng đã khiến nhiều tuyến đường ở quận 6, quận 11, Tân Phú, Bình Tân ngập sâu. Nước đen ngòm bốc mùi hôi thối từ dưới cống trào lên, ngập tới nửa bánh xe. Nhiều nhà dân, cửa hàng, cây xăng cũng bị nước dâng cao gây ngập. Để tránh ngập, người chạy xe máy đi vào làn dành cho ô tô hoặc đi ngược chiều. Nhiều xe khác bị chết máy do phải đi giữa làn nước trên một đoạn đường dài. Những ngày nghỉ lễ tiếp theo, thời tiết sẽ tốt dần lên trên cả nước. Theo dự báo, mưa rào và dông còn diễn ra rải rác tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong đêm nay, rồi giảm dần từ ngày mai. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, khả năng vẫn có mưa dông vào chiều tối và đêm. Trong tháng 4 này, tại các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa chuyển mùa khá lớn, giúp cải thiện tình trạng khô hạn. Nhưng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, thì các khu vực này vẫn cần đề phòng nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn. Bởi theo dự báo, nhiều khả năng mùa mưa ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ đến muộn hơn so với bình thường. Cụ thể, tại Nam Bộ và Tây Nguyên và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, đến khoảng nửa cuối tháng 5, đầu tháng 6 mới bước vào mùa mưa. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7, lượng mưa dự báo sẽ thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm, đến tháng 8 lượng mưa mới tăng dần. Tương tự tại Trung Bộ, gồm các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận, từ tháng 5 đến tháng 8 lượng mưa cũng thấp hơn, mực nước trên các sông tiếp tục xuống và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 10 đến 40%. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, tình trạng thiếu nước, khô hạn cục bộ sẽ xảy ra diện rộng hơn, nhưng không gay gắt như năm ngoái. Do dòng chảy trên các sông suy giảm mạnh nên mặn xâm nhập sẽ sâu vào vùng cửa sông và độ mặn tại hầu hết vùng hạ lưu ven biển có khả năng cao hơn năm 2013. Vì vậy, các khu vực này cần chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, tránh những thiệt hại đáng tiếc như đợt hạn năm ngoái. Cho tới thời điểm này, vaccine phòng sởi, quai bị, rubella vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ, vẫn còn địa phương thiếu, thậm chí là hết loại vaccine ngừa ba bệnh này trong nhiều tuần nay. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện địa phương này đã hết vaccine tổng hợp phòng sởi, quai bị, rubella để tiêm dịch vụ. Được biết, từ 6 tháng nay, các nhà cung cấp phân phối dược phẩm quốc tế đã không nhập loại vaccine tổng hợp này về, nên Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã hết vaccine để tiêm dịch vụ. Hiện chương trình tiêm chủng mở rộng vẫn tiến hành bình thường tại các xã phường trong tỉnh. Riêng những trường hợp lớn tuổi có nhu cầu tiêm vaccine phòng sởi thì phải chờ. Dự kiến từ tháng 10 năm 2014, Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành tiêm lại vaccine phòng sởi và rubella miễn phí cho 290.000 trẻ từ 1 đến 14 tuổi. Còn tại Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Cần Thơ, vaccine ngừa sởi, quai bị và rubella mới có trở lại cách đây không lâu. Trong những ngày nghỉ lễ và thứ Bảy, Chủ nhật, Trung tâm vẫn tổ chức bố trí các bộ phận tiêm ngừa cho người dân để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng chưa được tiêm theo quy định.
Cho tới thời điểm này vẫn còn 29 bệnh nhi mắc sởi nguy kịch. Dù con số mắc có giảm qua từng ngày, nhưng số trường hợp nặng vẫn chưa có dấu hiệu giảm, thậm chí khả năng qua khỏi của những trường hợp này là rất khó. Sởi cũng là đề tài nóng được đề cập đến trong buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ vào cuối giờ chiều ngày hôm qua. Trong buổi họp báo, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các nhà báo liên quan tới dịch sởi. Bà Tiến thừa nhận trách nhiệm với cương vị là người đứng đầu ngành y tế khi để xảy ra hậu quả nặng nề từ dịch sởi lần này, đồng thời thừa nhận những yếu kém trong việc thực hiện công tác truyền thông. Đó cũng là bài học lớn của ngành y tế qua dịch sởi lần này. Cái bài học lớn nhất mà chúng tôi rút được và cũng đã nhận khuyết điểm và Thủ tướng cũng đã có cái đánh giá là cần rút kinh nghiệm và đấy là một cái hạn chế mà chúng tôi đã nhận, đấy là công tác truyền thông đó. Có làm nhưng cũng quyết liệt nhưng chưa hiệu quả, bởi vì nếu hiệu quả thì người dân phải đi tiêm truyền với tỷ lệ cao hơn và như vậy thì dịch không xảy ra. Một trong những câu trả lời được nhiều người quan tâm nhất là Bộ trưởng có ý định từ chức hay không sau những hậu quả nặng nề từ dịch sởi. Bà Tiến cũng chia sẻ rất thẳng thắn. Tôi cũng thật lòng đến thời điểm này tôi không nghĩ đến từ chức ngay. Tại sao tôi nghĩ là không thể từ chức lúc này được? Bởi vì toàn ngành của chúng tôi hiện nay tập trung tối cao nhất là giành giật sự sống của các cháu. Mà chúng tôi cũng thấy rằng mỗi một ngày chúng tôi chỉ mong rằng đừng có cháu nào ra đi. Bởi vì hiện nay vẫn có gần 20 cháu nằm thở, máy thở ở Bệnh viện Nhi và 7 cháu có máy thở ở Bệnh viện Bạch Mai và có 2 cháu đang chạy ECMO ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Bà Tiến cũng phân trần, việc bổ nhiệm Bộ trưởng là qua một quá trình quy hoạch và bản thân bà ở vị trí này phải đặt quyền lợi của dân tộc, nhân dân lên trên. Bộ trưởng Y tế cũng cho rằng việc quan trọng nhất ở thời điểm này là ngành y tế phải huy động đội ngũ cán bộ và trang thiết bị để tập trung cứu chữa người bệnh, nhất là 29 bệnh nhi mắc sởi đang trong tình trạng nguy kịch. Đó cũng là lý do để bà quyết tiếp tục giữ vị trí là người đứng đầu ngành y tế. Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho tới thời điểm này đã có 130 trường hợp tử vong do sởi và các bệnh liên quan đến căn bệnh này. 4 ngày nay, không ghi nhận thêm trường hợp tử vong do liên quan đến sởi. Số bệnh nhân nhập viện mới trong vài ngày gần đây đã giảm hơn nhiều so với những ngày đầu tháng 4. Tuy nhiên, số bệnh nhân đang điều trị chưa có dấu hiệu giảm, chủ yếu là những bệnh nhân nặng điều trị dài ngày. Trong khi dịch sởi ở nước ta vẫn còn đang hoành hành, thì ở Trung Đông, một chủng virus mới xuất hiện mang tên MERS gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp. Trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng virus mới gây ra, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng vừa gửi công văn khẩn, gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc tăng cường các biện pháp phòng chống. Cục Y tế Dự phòng đề nghị các đơn vị kiểm dịch y tế tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh vào nước ta tại tất cả các cửa khẩu, đặc biệt lưu ý các hành khách du lịch trở về từ các quốc gia có dịch và các quốc gia vùng Trung Đông. Sở Y tế các tỉnh thành chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn giám sát chặt chẽ các trường hợp có biểu hiện hoặc nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp không rõ nguyên nhân, đặc biệt những người gần đây có tiền sử đi du lịch hoặc trở về từ các quốc gia đang có dịch bệnh trong vòng 14 ngày để có các biện pháp quản lý kịp thời. Diễn biến về loại virus gây hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông MERS đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi mà ngày hôm qua, giới chức y tế Ai Cập thông báo đã phát hiện thêm và cách ly 6 trường hợp nghi nhiễm virus này chỉ vài ngày sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên tại quốc gia Bắc Phi. Trong khi đó, kết luận dương tính với virus MERS trong các mẫu lạc đà được lấy từ Ai Cập của một nhóm các nhà khoa học Ai Cập, Hồng Kông và Mỹ càng khiến dư luận thêm hoang mang. Ngày 29 tháng 4, giới chức y tế Ai Cập đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với nguy cơ lây lan của virus MERS. Cơ quan y tế dự phòng của nước này cũng đã thông báo thắt chặt các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu lạc đà từ quốc gia láng giềng Sudan, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với số lạc đà có xuất xứ từ Sudan và Ethiopia, đồng thời thành lập các trạm kiểm dịch tại các sân bay và trên tuyến đường chạy dọc bờ biển đỏ, khu vực tiếp nhận nhiều người hành hương và lao động trở về từ Ả Rập Xê Út. Trong diễn biến liên quan, ngày 29 tháng 4, Ả Rập Xê Út đã cảnh báo công dân nước này rằng lạc đà có thể là vật chủ lây truyền virus MERS. Loại virus này đã được tìm thấy trên cơ thể lạc đà ốm. Chúng tôi khuyến cáo người dân không đứng gần lạc đà, đặc biệt là những con bị ốm. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân không tiêu thụ sữa lạc đà tươi hoặc các sản phẩm từ thịt lạc đà.
Cùng ngày, quốc gia này đã xác nhận thêm 3 trường hợp tử vong mới do virus MERS, nâng tổng số nạn nhân lên 105 người kể từ khi virus lần đầu tiên được phát hiện tại quốc gia này vào tháng 9 năm 2012. Ngoài ra, có thêm 6 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Ả Rập Xê Út lên 345 người. MERS được coi là họ hàng của virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính, hay có tên là SARS, từng ám ảnh châu Á năm 2003. Mặc dù số trường hợp nhiễm chủng virus này trên thế giới tương đối thấp, song tỷ lệ tử vong lên tới 40% tại Trung Đông vẫn khiến giới khoa học và các nhà chức trách thận trọng. Vào sáng nay, một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà sàn ở thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hàng trăm người đã tham gia cứu hỏa nhưng không cứu được căn nhà. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay tại tổ 11, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên. Ngôi nhà sàn bằng gỗ là của gia đình anh Nguyễn Văn Cấp. Lửa bắt đầu cháy từ khu vực bếp ăn, lan lên hệ thống bình nóng lạnh rồi phát nổ, làm lửa bắn lên mái. Do kết cấu hoàn toàn bằng gỗ, mái lập danh nên ngọn lửa lan nhanh. Ngay sau khi được thông báo, 6 xe cứu hỏa và hàng trăm người được huy động tham gia chữa cháy. Lực lượng biên phòng quân khu 2 cũng được huy động giúp phân làn giao thông cho các xe cứu hỏa ra vào. Sau gần 2 giờ đám cháy mới được khống chế, tuy nhiên ngôi nhà đã bị cháy gần hết. Nhiều đồ đạc có giá trị trong nhà cũng bị cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Bộ Tài chính vừa cho biết có rất nhiều sai phạm được phát hiện sau cuộc thanh tra đối với 5 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa lớn chiếm tới 90% thị trường Việt Nam. Bộ Tài chính cũng đã đề nghị áp trần giá sữa. Nếu quyết định này được thực hiện thì mỗi hộp sữa sẽ giảm tối đa tới 70.000 đồng. Theo đó, việc áp trần giá sữa sẽ được thực hiện theo Điều 17 của luật giá. Cụ thể sẽ thực hiện đăng ký giá đối với các sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi và thời gian đăng ký là 6 tháng. Cũng theo tính toán của Bộ Tài chính, việc áp giá trần cho mặt hàng sữa sẽ giúp mỗi hộp sữa dành cho trẻ em giảm từ 50.000 đến 70.000 đồng. Hiện Việt Nam có 10 triệu trẻ em dưới 6 tuổi. Mức giảm này sẽ là số tiền đáng kể và chia sẻ khó khăn cùng người dân, gia đình có con nhỏ. Hiện Bộ Tài chính cũng đang triển khai khẩn trương các giải pháp để việc áp giá trần đối với mặt hàng sữa sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Trước đó, cơ quan này cũng đã công bố con số khiến không ít người giật mình về mức lãi của 5 doanh nghiệp sữa được thanh tra là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dinh dưỡng 3A Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nestle Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Friesland Campina Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mead Johnson Nutrition Việt Nam. Theo đó, các công ty này đều có mức lãi từ 23% trở lên trong năm 2013. Liên tục trong những bản tin nhật ký cuộc sống gần đây, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại các khu công nghiệp ở nhiều địa phương. Có thể thấy việc xả thải hiện nay vẫn đang được diễn ra ngang nhiên, mặc dù những chế tài xử phạt được nâng lên tới cả tỷ đồng. Ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do khi bị phát hiện, các cơ quan chức năng mất quá nhiều thời gian để kiểm nghiệm, xác minh mức độ gây ô nhiễm, thậm chí tới cả năm trời, các cơ quan chức năng mới xác định được các chất gây ô nhiễm có ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của người dân. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của VTC 14. Thưa ông, hiện nay rất nhiều các khu công nghiệp được xây dựng trước khi chính phủ có quy định mỗi khu công nghiệp phải có khu xử lý nước thải. Vậy đây có phải là cái cớ để các khu công nghiệp chây ì trong vấn đề xây dựng các khu xử lý nước thải hay không? Hiện nay là có khoảng độ 30-40% là các khu công nghiệp là chưa có khu xử lý nước thải tập trung. Vì thế thì họ cũng có một phần là do các cái lịch sử để lại, rồi một phần thì là do họ nói là các cái khó khăn về kinh tế, rồi một phần đấy cũng lại do hồi xưa là họ cũng cố tình hoặc là hiểu sai, tức là phải lấp đầy 70% thì họ mới xây dựng các khu xử lý nước thải tập trung, vâng, mà họ không xây theo các cái mô đun. Như thế thì chúng tôi cũng nghĩ là có nhiều lý do, thế tuy nhiên là một trong những cái lý do chính đấy không phải cái lịch sử để lại, mà họ cũng cố tình là họ không xây dựng các cái khu xử lý nước thải tập trung. Hiện nay những chế tài xử phạt về xả thải công nghiệp, ví dụ như Vedan hay Tung Khoang, cái mức phạt dành cho các cái doanh nghiệp này khi bị phát hiện chỉ lên tới vài trăm triệu đồng. Vậy đây có phải là nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng mà nhiều doanh nghiệp hiện nay họ không sợ những cái chế tài của Việt Nam khi xả thải ra môi trường hay không? Nghị định 179 của Thủ tướng Chính phủ quy định những cái mức phạt rất là nặng. Tôi nghĩ là mức phạt là vì hiện nay đã là lên đến tối đa là 2 tỷ đồng một hành vi đơn vị sản xuất ấy. Người ta vi phạm rất nhiều hành vi và hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp đã kêu là cái nghị định đấy là phạt là nặng quá.
nhiều khi là đến sập tiệm. Cái quy định về mức xử phạt bây giờ nó đã đủ chi tiết và đủ cao. Tuy nhiên thì nhiều doanh nghiệp thì vẫn cứ cố tình, họ vẫn nghĩ rằng là họ có thể tranh thủ để cho họ sẽ ô nhiễm, gây ô nhiễm rồi không có các cơ quan đến phạt kịp thời. Tại vì cái môi trường đây là anh cũng phải bắt tận tay ra tận mặt, đúng không? Anh phải lấy mẫu về, anh phân tích, đúng không? Anh về mới anh mới kết luận được, chứ cũng không phải đến đơn giản là coi như anh cứ nhìn thấy nước đen là anh có thể phạt được đâu. Vâng, thế có những hành vi, ví dụ là chất thải rắn hay một số các khác thì ta có thể phạt được ngay, nhưng còn nhiều những cái là chúng ta phải lấy mẫu về phân tích. Thành ra họ lợi dụng những cái đấy và họ cố tình chây ý. Người dân tại các địa phương có các khu công nghiệp hiện nay đang xả thải ra môi trường, đặc biệt là vấn đề nước thải gây ảnh hưởng tới sinh hoạt và cuộc sống của họ. Vậy họ phải được hưởng những cái quyền lợi như thế nào? Những người dân mà khi có những cái chứng cứ thì họ người ta có thể là mang ra tòa, người ta kiện và người ta đòi đền bù. Và chúng ta đã có những cái kinh nghiệm và đã có những trường hợp như vậy đối với lại Vedan, đối với Sonadeji, đúng không? Với một số các chỗ khác thì người dân có thể là kiện ra tòa và cũng như là các cái cơ quan để mà làm sao mà đòi các cái chính sách đền bù với những cái chứng cứ, nếu mà có những chứng cứ đầy đủ. Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Hôm nay 30 tháng 4 năm 2014, tròn 39 năm miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất. Chiến tranh kết thúc, đất nước bước vào công cuộc tái thiết. Thanh niên xung phong là một trong những lực lượng điển hình trong giai đoạn này khi đi đến những địa bàn đầy khó khăn và gian khổ để cùng nhân dân xây dựng cuộc sống từ những đổ nát và đau thương do chiến tranh để lại. Đáng chú ý là trong các đơn vị thanh niên xung phong ở miền Nam có những người đã từng là sĩ quan của chế độ cũ. Với tinh thần dấn thân, cùng gánh vác trách nhiệm, nhiều người trong số họ đã viết nên những câu chuyện cảm động về tình yêu đối với đất nước, với nhân dân và cả tình yêu đôi lứa. Câu chuyện sau đây là một ví dụ. Họ là những nhân vật chính trong câu chuyện tình cổ tích 30 năm trước, giữa hai con người từng ở hai chiến tuyến. Bà Võ Thị Bạch Tuyết từng được mệnh danh là nữ tướng đốt xe Mỹ trong phong trào sinh viên những năm 70 của thế kỷ trước. Và bác sĩ Thiều Hoành Trí, cựu sĩ quan quân y chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi mà người vợ cũ mang đứa con tìm cách thoát khỏi Sài Gòn, bác sĩ Trí đã quyết định ở lại. Ông tin rằng ông đã có sự chuẩn bị tốt để sống cùng với những người cộng sản trong một chế độ mới. Hoàn thành một năm rưỡi học tập cải tạo, nhận thấy thành phố cần bác sĩ, ông xin gia nhập thanh niên xung phong ở nông trường Đỗ Hòa trong suốt 9 năm đầy thử thách. Cái thời gian mà trung học cơ sở là nó hình thành một nhận thức rất là quan trọng. Thầy dạy lòng yêu nước, không có ông nào nói rằng á mình né cái gian khổ mà vô thành phố thì anh em thành phố phải chặn ngay lập tức. Là bài học đầu tiên là gì không? Tự lập, đưa ra một cái vùng xa dân nha, tự mình cất nhà lấy ở, tự ai cất cho mình. Thành ra cái bài học đầu tiên á đó là khoảng thời gian mà bác sĩ Trí đã dành hết sức tài năng để xây trạm xá Đỗ Hòa thành một trong những điển hình tiên tiến. Ở đó, ông đã gặp bà Võ Thị Bạch Tuyết, là giám đốc nông trường, cũng là cấp trên của ông. Cảm phục đối với một người phụ nữ từng bước ra khỏi cuộc chiến với những vết thương không thể lành lại từ những năm tháng tù đầy, nay lại tiếp tục nhận nhiệm vụ ở một trong những nơi đầy gian nan thử thách. Đồng cảm với một bác sĩ bị bỏ lại sau cuộc chiến, là chọn con đường đến với dân, học cách sống với dân, giúp đỡ nhân dân trong những năm tháng khó khăn. Không còn mặc cảm của chiến tuyến, vết thương lòng, họ đã đến với nhau bằng sự đồng cảm như vậy. Cũng có anh chị cũng có lo ngại cho tôi. Lấy một cái anh mà chưa là đảng viên mà là sĩ quan chế độ cũ thì có cân nhắc kỹ hay không? Thì tôi suy nghĩ rằng cân nhắc kỹ là cân nhắc đạo đức anh này có tốt hay không? Anh này có tận tụy với nghề nghiệp hay không? Có yêu nghề hay không và có phục vụ cho cái công việc hiện tại không? Thì tôi thấy được nên tôi nói rằng tôi cũng đã có cân nhắc. Đám cưới của họ diễn ra vào ngày 8 tháng 4 năm 1984 trong vòng tay của anh em thanh niên xung phong từ khắp các đơn vị. Ngày đó, họ nhận được món quà cưới từ Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt với đề tặng đôi bạn mới Trí Tuyết rất đẹp, rất quý. Bất chấp những định kiến phán xét, họ vẫn bên nhau để trở thành những cán bộ mẫn cán của thành phố cho tới lúc nghỉ hưu. Anh cứ sống vụ đi, từ từ anh sẽ tìm ra đường.
Mà nếu anh đứng ngoài mà anh nói khó quá thì không bao giờ tốt. Thì tôi sao vui ra hỏi tụi bay khỏe không? Tụi bay có hạnh phúc không? Có nó nặng hiếp nữa nào không? Nhưng đâu có ai dám ăn hiếp ai. Ông Chí thì quá hiền, dám ăn hiếp tôi rồi. Hôm nay, dù rất muốn, nhưng họ không thể trở lại Cần Giờ, nơi họ từng viết nên câu chuyện cổ tích của thời thanh niên xung phong, vì sức khỏe của bác sĩ Chí không cho phép. 30 năm sau ngày cưới, không có con bởi những vết đòn roi tra tấn trong tù, nhưng họ vẫn sống với nhau hạnh phúc, sống đẹp và sống quý, như lời chúc năm nào của cố thủ tướng. Tiếp tục phần tin quốc tế, đã nửa tháng trôi qua kể từ khi thảm họa chìm phà xảy ra tại Hàn Quốc. Những người còn sống sót sau tai nạn đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã diễn ra. Ngày hôm nay, lần đầu tiên sau tai nạn, các em học sinh được cứu thoát đã xuất hiện trong lễ viếng tập thể để tưởng nhớ các thầy cô và bạn bè của mình. Ngày hôm nay, sau 2 tuần điều trị tâm lý, 70 em học sinh đã được xuất viện. Mặc dù tâm trạng của các em có vẻ ổn định hơn, nhưng các bác sĩ và gia đình vẫn rất cẩn thận, đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Trong số 74 em được cứu thoát khỏi chiếc phà, 70 em đã ổn định tâm lý và có thể xuất viện. 4 em còn lại vẫn có những dấu hiệu bất thường và phải tiếp tục điều trị. Chúng tôi vẫn sẽ theo sát các em. Chúng tôi tin rằng sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Ngay sau đó, những em học sinh này đã được bố mẹ đưa đến lễ viếng các nạn nhân trong tai nạn chìm phà, mà hầu hết trong số đó là thầy cô và bạn bè của các em. Những cái nhìn thảng thốt, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi vì nỗi đau mất bạn, mất thầy cô, mà trước đó không lâu họ vẫn gặp gỡ, học tập và làm việc cùng nhau. Kể từ khi tai nạn xảy ra, không khí tang thương bao trùm cả đất nước Hàn Quốc. Trong những ngày này, gia đình các nạn nhân mất tích vẫn ngày đêm túc trực ở hiện trường, mong ngóng tin tức của người thân. Theo thông tin mới nhất, công ty vận hành phà Sewol đã từng nhận được cảnh báo về việc con phà có vấn đề, nhưng lại phớt lờ điều này. Theo đó, công ty này đã mua phà Sewol từ Nhật Bản vào năm 2012, khi nó đã được sử dụng 18 năm, rồi cải tạo lại. Công ty lắp đặt thêm cabin hành khách ở tầng thứ 3, tầng 4 và tầng 5 trên phà. Ông Shin từng là thuyền trưởng của con phà này cho rằng, việc cải tạo đã ảnh hưởng tới sự cân bằng và khả năng chống trong tranh trên biển của Sewol. Tuy nhiên, lời cảnh báo đã bị bác bỏ. Hiện tại đã xác định 210 người chết và còn 92 người mất tích. Hoạt động tìm kiếm trong những ngày gần đây bị đình trệ do dòng chảy mạnh và mảnh vỡ chặn lối vào một số cabin phía trong con phà. Tổng thống Vladimir Putin đã khiến dư luận bất ngờ khi ngày hôm qua 29 tháng 4 từ chối đề xuất của chính phủ Nga về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt trả đũa nhằm vào phương Tây. Đồng thời, ông cũng tự tin tuyên bố những động thái thù địch của phương Tây không thể cản trở tiến trình hội nhập Âu Á. Tại hội nghị cấp nguyên thủ của Hội đồng Kinh tế Âu Á cao cấp họp tại thủ đô Minsk, Belarus ngày 29 tháng 4, Tổng thống Putin cho biết hiện Nga chưa cần áp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Chính phủ đã đề xuất một số bước đi trả đũa, nhưng tôi nghĩ điều đó là không cần thiết. Tuy nhiên, Moscow cũng bỏ ngỏ khả năng rằng nếu các lệnh trừng phạt tiếp diễn, Nga có thể xét lại hoạt động của các công ty phương Tây tại Nga, trong đó có các dự án năng lượng. Nếu có điều gì như thế tiếp tục diễn ra, chúng tôi tất nhiên sẽ phải nghĩ đến việc ai gây ảnh hưởng đến các ngành then chốt trong nền kinh tế Nga và như thế nào, trong đó có ngành năng lượng. Trong lúc này, tình hình ở miền đông Ukraine vẫn chưa hết căng thẳng. Ngày hôm nay, 3.000 người biểu tình tại tỉnh Lugansk đã chiếm giữ thêm trụ sở Sở Nội vụ tỉnh và Công an thành phố. Họ cho phép các nhân viên tại hai trụ sở trên rời khỏi nhiệm sở mà không mang theo vũ khí. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ pháp luật vẫn tiếp tục giữ nguyên vị trí trong nhiều giờ, sử dụng hơi cay để chống lại người biểu tình. Trong một diễn biến liên quan, đáp lại động thái cấm thị thực với 23 quan chức Nga của Nhật Bản liên quan đến vấn đề Ukraine, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc CRI ngày 30 tháng 4 dẫn nguồn tin truyền thông Nga cho biết Trung Quốc và Nga đã nhất trí sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung vào cuối tháng 5 ở vùng biển gần với quần đảo tranh chấp với Bắc Kinh mà Tokyo gọi là Senkaku. Tiếp tục chương trình với một số tin vắng quốc tế đáng chú ý. Theo thông tin mới nhất ngày 30 tháng 4 của Reuters, đã có ít nhất 10 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 2 quân nhân và 8 dân thường, cùng 18 người bị thương trong vụ cháy nổ liên hoàn tại kho vũ khí ở vùng Zabaykalie ở Siberia của Nga
một ngày trước đó. Các cơ quan chức năng đã huy động 4 máy bay, 759 nhân viên cứu hộ, 191 đơn vị kỹ thuật của lực lượng và phương tiện của Sở Phòng cháy chữa cháy ở vùng Zabaykalie, các đơn vị cứu hỏa của Bộ Quốc phòng, nhân viên cơ quan an ninh Nga, đơn vị trợ giúp y tế trong thảm họa. Cảnh sát đã tham gia công tác dập lửa, tìm kiếm nạn nhân và sơ tán dân. Hiện Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã khởi tố hình sự vụ cháy nổ kho vũ khí nghiêm trọng này. Trong khi đó, số người thương vong do bão lớn quét qua các bang miền Trung và Nam nước Mỹ hai ngày qua tiếp tục tăng. Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng đã tăng gấp đôi lên ít nhất 35 người tại 6 bang là Mississippi, Alabama, Tennessee, Arkansas, Iowa và Oklahoma. Bão kèm lốc xoáy với sức gió có thời điểm lên tới 265 đến 320 km/h cũng ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của khoảng 70 triệu dân trong khu vực. Cảnh sát Peru cho biết, hôm 29 tháng 4, họ đã tiêu hủy hơn 11 tấn ma túy và cần sa thu giữ được trong những cuộc truy quét loại tội phạm này vào tháng 12 năm ngoái ở thị trấn Vatate, ngoại ô thủ đô Lima. Bộ trưởng Nội vụ Peru, ông Walter Aban, người trực tiếp tham gia giám sát quá trình tiêu hủy ma túy cho biết, chiến dịch quy mô lớn này được thực hiện nhằm phản ánh những nỗ lực của chính phủ trong việc đẩy lùi nạn buôn lậu ma túy. Quý vị và các bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tặng người yêu một tấm thiệp vào ngày lễ tình yêu Valentine được làm từ phân voi? Vâng, đây hoàn toàn không phải là chuyện đùa, vì một công ty ở Indonesia đã có những sản phẩm đầu tiên như vậy. Những chú voi ở vườn thú Taman Safari của Indonesia mỗi ngày thải ra 2,5 tấn phân. Các nhân viên vườn thú cho biết, trước đây họ bối rối không biết xử lý 2,5 tấn chất thải ấy thế nào. Mãi cho tới gần đây, họ đã tìm được cách bán chúng cho hầu hết các cửa hàng lưu niệm trên đảo. Một con voi có thể ăn khoảng 180 cân cỏ và nó có thể cho ra khoảng 100 cân phân mỗi ngày. Mỗi đụn phân voi có thể sản xuất được khoảng 15 tờ giấy A4 chất lượng cao. Theo ông Khasani, phân voi là một loại nguyên liệu lý tưởng cho giấy poo bởi vì hệ thống tiêu hóa kém hiệu quả của chúng, để lại khoảng một nửa lượng chất xơ còn nguyên vẹn mà chúng đã ăn. Phân voi được sàng lọc và rửa sạch nhiều lần, đánh tan, chất lọc và sau cùng là ép thành từng khuôn giấy. Điều đáng nói là loại giấy này còn có hương thơm nhẹ nhàng như mùi cỏ khô. Không chỉ dừng ở đó, các nhà sản xuất giấy poo còn phát hiện ra rằng thực phẩm mà voi ăn hàng ngày ảnh hưởng rất nhiều đến màu sắc và chất lượng của giấy. Từ đó họ lên những thực đơn đặc biệt để những chú voi sản xuất ra loại nguyên liệu mong muốn. Ngoài việc giúp người dân quanh vùng có thêm thu nhập từ việc trồng cỏ và mía cho voi, loại giấy từ phân voi còn mang lại nhiều lợi ích khác. Giấy làm từ phân voi có thể tiết kiệm được nguyên liệu gỗ, tránh được tình trạng phá rừng, vừa giúp đỡ được những chú voi, đồng thời lại tạo ra được công ăn việc làm cho người dân. Thật là một công đôi việc. Hiện tại, loại giấy làm từ phân voi này đang rất được ưa chuộng. Người ta không những sử dụng nó với mục đích thông thường, viết lách, in ấn, mà còn sử dụng như giấy vẽ, tạo nên các bức tranh nghệ thuật độc đáo. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.